Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 34, đôi phầy. Thực thể số 34, hay còn được những người lang thang biết đến với cái tên, đôi phầy, là những thực thể búp bê hình người được tìm thấy ở The Bike Room. Cơ thể vật lý của đôi phầy dường như được làm bằng vải hoặc bằng len cao cấp. Chúng có khả năng tự tái tạo, nhân bản và cực kỳ thù địch trừ khi bạn thuần hóa chúng. Tính cách của chúng lại giống hơn nhiều so với một animation ở level 94. Những đôi phầy khi được thuần hóa thường được coi như bạn đồng hành cùng với những người lang thang và chúng cũng được cho là dễ thương. Những cá thể đôi phầy đơn lẻ thường sẽ lang thang ở trong một level nhất định của The Bike Room cho đến khi nó bắt gặp một thực thể hoặc một người lang thang, và khi bắt gặp, chúng sẽ từ từ tiếp cận và nói một vài câu như: "Chào cậu, tớ là đôi phầy, rất vui được gặp cậu." Ngay sau đó, chúng có thể sẽ tấn công bạn hoặc chỉ đứng bất động để quan sát. Nhưng thường thì sau khi chào hỏi, chúng sẽ chạy ngay đi sau đó. Còn nếu bọn chúng đi theo bầy đàn, các cá thể còn lại trong bầy sẽ tấn công bạn. May mắn thay, việc thương lượng với một đôi phầy không phải là khó. Nó dễ như cách bạn thuần hóa chúng vậy. Chỉ cần đưa cho chúng almond water và thân thiện với chúng. Chỉ thế thôi, những đôi phầy sẽ tự động thân thiện với bạn và bắt đầu chạy xung quanh bạn. Khá là đáng yêu chứ. Thế nhưng, việc thuần hóa một đôi phầy sẽ trở nên bất khả thi nếu đôi phầy đó là một phần của một bầy đôi phầy lớn. Vì trước đây đã có những báo cáo về những nhóm thực thể số 34 đã nhân rộng ra và phá hủy toàn bộ các cộng đồng khác với số lượng áp đảo của chúng. Tuy nhiên, nếu bạn hành động nhanh chóng trước khi chúng kịp làm gì, thì sẽ khiến chúng chỉ là những mối đe dọa không đáng kể. Thực thể số 34 có thể là một phần hoặc một dạng biến thể của thực thể animation, dựa trên nhật ký phỏng vấn và cơ quan nội tạng của chúng. Xuyên suốt một cuộc giải phẫu của một cá thể được tìm thấy ở level 20 đã chỉ ra rằng, mặc dù chúng thiếu đi các chất hữu cơ và các chất dịch sinh học, các cá thể đôi phầy đều chứa một vài cơ quan nội tạng chức năng. Chúng vẫn có thể ăn, thậm chí là ngủ, và điều này dường như là cần thiết để cho chúng sống sót. Thông thường, một đôi phầy sẽ cao tầm 2-3 feet, tức là từ khoảng 0.6-0.9 mét. Tóc của đôi phầy chủ yếu được làm từ sợi hoặc lông ngựa, còn mắt thì được khâu lên bằng những cái cúc áo, và miệng thì cũng được khâu bằng sợi. Chúng thường có nước da nâu hoặc là vàng sậm. Cơ thể của chúng tạo nên từ vải và quần áo. Các đầu bàn tay của chúng được trang trí bằng những mảnh cúc vỡ. Những bản thể sau của đôi phầy thường có những đặc điểm giống y hệt so với bản gốc, và chúng cũng cho thấy rằng chúng có khả năng sinh sản vô tính, tức là nhân bản ấy. Thông thường thì việc mất tỉnh táo trong The Back Room sẽ khiến những người lang thang bắt gặp những thứ kỳ dị, và việc nhìn thấy những con búp bê trẻ em giết người thì cũng không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, trong những trường hợp bắt gặp đôi phầy thì có thể là chúng hoặc là không. Cá thể đôi phầy được xác nhận sớm nhất là vào năm 1958. Sau đây, mình sẽ tóm tắt lại bản nhật ký phỏng vấn mà mình đã nhắc tới ở trên. Nhật ký phỏng vấn bắt đầu vào ngày 29 tháng 1 năm 2020. Một nghiên cứu viên của MIT tên là Kim Lee đã thẩm vấn thực thể đôi phầy ở trạng thái bị động. Kim Lee đã nhỏ một vài giọt almond water lên miệng của thực thể. Đôi phầy đã bắt đầu cử động và chào Kim. "Chào bạn, tôi là đôi phầy. Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?" Sau khi chào hỏi, Kim Lee đã lễ phép hỏi đôi phầy rằng liệu anh có thể hỏi đôi phầy về một vài thứ, và thực thể đã vui vẻ đồng ý. Và rồi, đôi phầy bắt đầu ca ngợi về thực thể số 33, The King, rằng ông ta là một vị vua tuyệt vời, đã ban cho đôi phầy sự sống và tình bạn ở bên ngoài vương quốc. Tình bạn ở đây chính là nói đến khả năng nhân bản vô hạn của thực thể này. Kim Lee đã hỏi đôi phầy rằng tại sao nó lại giết người. Đôi phầy đã từ chối và nói rằng nó không bao giờ làm như vậy. Thế nhưng mỗi khi nó tỉnh dậy thì tay nó lại dính đầy máu. Nó không biết tại sao nó lại như thế. Kim Lee đang định hỏi tiếp để tìm thêm manh mối thì thực thể số 34 được phỏng vấn bắt đầu trở nên bạo lực. Cơ thể của chúng bắt đầu bị xé toạc ra từ phần bụng. Một con búp bê khác đã bò ra. Trong khi Kim Lee vẫn còn đang hoang mang thì con búp bê đó nói: "Chào bạn, tôi là đôi phầy. Hôm nay bạn thế nào?" Sau đó cả hai con búp bê đều bị vứt bỏ. Nghiên cứu viên Kim Lee được MIG hộ tống đến nơi an toàn. Qua đoạn nhật ký thì ta có thể nhận định rằng sự tồn tại của đôi phầy là được tạo ra bởi The King, và có vẻ như việc chúng giết người chỉ đơn giản là vô thức, vì chúng có nhắc đến việc mỗi khi chúng thức dậy thì tay của chúng dính đầy máu, và đơn giản là vì chúng chẳng nhớ gì cả. Và mỗi khi một đôi phầy thực hiện quá trình nhân bản thì có vẻ quá trình này là rất đau đớn, và cá thể được nhân bản sẽ chẳng có ký ức gì của cá thể gốc.
chúng chỉ hành động theo cách mà những đôi fae thường hay làm. Theo giả thuyết của mình, có lẽ đôi fae ban đầu là những thực thể tốt, thế nhưng khi chúng đang ở trong trạng thái bị động hoặc vô thức, chúng sẽ đi làm hại người khác. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là những điều nên và không nên nếu bạn bắt gặp một đôi fae. Nếu bạn bắt gặp một đôi fae đang ở trạng thái ôn hòa hoặc bị động, thì bạn nên di chuyển từ từ ra xa. Còn nếu nó bắt đầu đuổi theo bạn, thì hãy chạy nhanh nhất có thể. Nếu bạn muốn thuần hóa một đôi fae, thì như mình đã nói, bạn nên cầm theo một chai Almond Water để thuần hóa chúng. Chúng là một người bạn đồng hành khá lý tưởng. Thế nhưng, lưu ý một điều nữa. Nếu đôi fae đó là một phần của một bầy đôi fae khác, thì tốt nhất, bạn không nên thuần hóa chúng. Vì đơn giản là những cá thể còn lại sẽ giết bạn. Cuối cùng, bạn không nên cố gắng giết một đôi fae vì chúng có khả năng tự tái tạo và nhân bản. Vì sớm muộn gì thì bạn cũng sẽ bị vây bởi các nhân bản của nó thôi. Vậy nên đừng làm vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.